Đây là mô hình trồng rau thương phẩm của chị Ma Khuê, hội viên Hội Phụ Nữ xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương. Nếu như trước đây, bái ta đất của gia đình chỉ trồng toàn bộ diện tích lúa, loại cây được chị Ma Khuê xem là cây truyền thống của gia đình, thì nay đã có hơn 2/3 diện tích đã được thay thế bằng nhiều loại cây trồng khác như cà chua, hành lá, bắp cải, sú, lơ, v.v. Trên đồng ruộng, một màu xanh ngắt, những luống rau được trồng nối tiếp nhau, được chia thành nhiều khu để phân bổ từng loại cây trồng. Có hệ thống tưới tự động, đã giúp chị có nguồn thu nhập ổn định 200 triệu đồng mỗi năm. Cái lúa của mình thì một năm chỉ có một lần thu thôi, thì cái mức thu nhập của nó thì quá thấp chị ạ. Cho nên em mới áp dụng cái rau màu này. Thì em thấy trồng rau màu thì phát triển kinh tế cũng được. Còn đây, chị Mahim từng là một hội viên được liệt kê vào danh sách hộ nghèo của thôn Campus, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Nhưng đó là trước kia. Còn giờ đây, Mahim đã trở thành một phụ nữ có đời sống kinh tế vững vàng và trở thành phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện Đơn Dương. Kết quả này chính là sự chăm chỉ cần cù trong lao động sản xuất, cộng với sự mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. Từ mô hình đầu tư khép kín theo phương thức lấy ngắn nuôi dài, hiện 6 hectare đất trồng cà phê được xen canh với nhiều loại cây trồng khác như mắc ca, bắp, đậu đen, đậu phụng, mít, bơ, xoài, sầu riêng. Mỗi năm chị Mahim thu nhập không dưới 700 triệu đồng. Hồi đó là có bạn bè chứ bằng lai là nó biết làm ăn được, cũng học hỏi gì đó thôi, rồi mới kinh nghiệm làm ăn được. Mình trồng cà phê thì 3-4 năm mình đã được thu hoạch, còn sen ở dưới thì có cái thì sen khoai nhật, rồi sen bắp này, sen đậu này. Hội Phụ Nữ huyện Đơn Dương hiện có hơn 12.400 hội viên, trong đó có gần 3.700 là người dân tộc thiểu số. Nằm trong chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội Phụ Nữ huyện Đơn Dương đã không ngừng xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Qua đó, giúp chị em trao đổi học tập kinh nghiệm để áp dụng thực tế vào gia đình mình. Bên cạnh cái việc phát triển kinh tế của người Kinh thì có thể nói hiện nay đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đơn Dương thì có thể nói rằng bà con đã tiếp cận dần với những cái khoa học kỹ thuật của người Kinh, và họ đã có những cái sáng tạo, và trong cái suy nghĩ của họ đã có những cái bứt phá lên vượt qua với so với thời gian trước đây. Tôi thấy rằng là họ đã có một cái sự đầu tư rất lớn để vực cái kinh tế của gia đình, và đồng thời bên cạnh đó thì có thể nói rằng là cái vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đóng góp không nhỏ trong cái việc cùng với các cái chị em phụ nữ để mà phát triển kinh tế hộ gia đình của mình. Điều có thể khẳng định rằng với tinh thần chịu khó học hỏi, mạnh dạn trong cách nghĩ cách làm, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất đã giúp nhiều chị em phụ nữ, trong đó có phụ nữ người dân tộc thiểu số, từ hộ nghèo trở thành hộ có đời sống kinh tế khá giả, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, góp phần đưa kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Cà phê được bán dưới nhiều dạng, dạng hạt, dạng bột hoặc thức uống ngay tại chỗ. Với khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi tại Lâm Đồng, cà phê cũng là một trong số những cây công nghiệp chủ đạo mang lại nguồn kinh tế cho người nông dân. Hương vị cà phê của vùng đất cao nguyên này không chỉ thơm ngon mà còn mang đến sự trọn vẹn về hương vị cho người thưởng thức.